Thưa quý vị và các em, có thể nói là với sự tập luyện nghiêm túc trong hơn một tháng qua thì hai tác phẩm của Thiên Hà đã đạt đến độ chín với đầy đủ sắc thái tình cảm và độ mềm của âm thanh. Và tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục rất là đáng yêu và đặc biệt của bạn Thanh Hương. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho Thanh Hương ạ.